Việt Nam xin được gửi lời chào đến tất cả các quý vị, chúc cho quý vị sức khỏe và chúng ta sẽ có một chương trình thành công. First of all, I'd like to send my special greeting from Vietnam and from our team, and we wish that tonight will be a great success. Ngày hôm nay tôi rất là vinh dự khi được là đại diện của Việt Nam trong vai trò trưởng ban giám khảo của Việt Nam và giám đốc đại diện của Việt Nam. Thì ngày hôm nay với sự hiện diện của rất nhiều các thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cho phép tôi xin được gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức của chương trình và đặc biệt là bà Đỗ Hải Vân đã tạo cho tôi cơ hội ngày hôm nay. In order to have this beautiful pageant, I'd like to, on behalf of a lot of candidates from different countries around the world, I'd like to send special thanks to the organizing committee, including Ms. Đỗ Hải Vân, in order to realize this special Queen of Beauty World 2019. Trong những ngày tôi ở Hàn Quốc, ấn tượng về tôi rất là tốt đẹp. Và tôi muốn nói một điều, tôi yêu đất nước Hàn Quốc. So I've been here for the last few days, and my only and great impression was that I love South Korea. Manse, manse, South Korea. Deha minggu manse. 네, 대한민국 만세랍니다. 대한민국이 너무 사랑스럽습니다.